Chào ngày mới tất cả mọi người. Chiều nay Sói Trích lại có bạn đến chơi. Bạn Alex, Mitchell, Scarlett, ba anh em. Sói Trích không gặp ba anh em nhà Alex phải gần 3 tháng rồi. Nhà mình đi du lịch, nhà bạn ấy đi du lịch. Sau đấy về Noel thì nhà bạn ấy vẫn đi du lịch. Và đến tận bây giờ mới sắp xếp để gặp nhau được. Bây giờ mẹ em sẽ ra ngoài chuẩn bị đĩa hoa quả để sẵn vào trong tủ cho nó mát. Hoa quả để trong tủ rồi nhưng mà cắt sẵn ra. Thì trẻ con đến là có đồ bày ra ăn luôn. Và hôm nay có cả Kalia ở đây nữa. Mẹ Kalia, chị Ruthy đang dọn dẹp ở bên nhà ông bà nội. Thì mình bảo là để Kalia ở đây chơi luôn vì Kiana cũng ở đây mà. Trẻ con đang ngồi ăn KFC, ăn trưa. Mẹ em nướng thêm cả sausage roll với party pies nữa. Còn em Chick cầm chicken popcorn ra ngoài kia xem TV. Zozo. Look at mommy, Zozo. Vừa xem vừa gật gù chứ. Zoe. Love you. Hey. Love you. Em vừa xem em vừa gật gù. Hoa quả ngày hôm nay. Có nho này, có dưa này. What's this, Kalia? Rock melon. What's this? Orange. Yes, what's this? Fruit. What's this? What's that? When it ripe, it yellow. Smell it. What's this one? Đoán xem quả này là quả gì nào. What's this one? Mango. And what's this? Strawberry. Yes. What's this? Cucumber. What's this? Carrot. Well done. Good job. Now để mẹ em cắt nào. I finished much. Yeah. Rafi, can you go to the living room and turn the volume down a bit, please? Daddy walking. Ba em làm việc ở nhà ngày hôm nay. Em Trích bật tivi tiếng hơi to một tí. Yeah. Trời thì sầm xì và rất nóng. Rất nóng. Có thể là sẽ mưa. Ô, mình vừa nói xong này. Mưa lấm tấm, mưa lây phây luôn. Còn đây là cây hôm qua mình cắt chia làm 3 nhánh. Để ở đây cho nó khô hết. Nó khô á, là những cái lá này mình cũng vặt bỏ đi này. Để cho thân cây nó đẩy ra rễ á. Chứ mình mà để lá để hoa còn đây là cái cây nó cứ cố gắng nó nuôi sống cái lá, cái hoa còn ở trên cây thì nó sẽ không ra rễ. Okay. Now we're going to make a fruit platter. Ooh, nice. What's your favorite fruit? Strawberry. Strawberry. What's your favorite fruit? Grapes. I thought it's a red apple. Cucumber. Mỗi lần nhà có khách là mẹ Sói Trích thỏa sức chơi đồ hàng. Bày biện như kiểu là mình chơi đồ hàng hồi bé. Đấy, thế là xong. Xoài xanh, dưa. Dưa vàng này. Strawberries. Cái quả này là cái đầu này nó còn xanh chứ không phải là nó bị ủng hay bị làm sao đâu. Carrot. Cucumber. Dưa chuột. Cam. Táo. Sói bây giờ thích ăn táo kiểu cắt lát mỏng như thế này. Ooh. Yeah, really yum. Hey. Bọc giấy vào nào. Các bạn về rồi. Bây giờ mình mang cái cây này đi cho nhà cái chị mà hôm qua chị cho mình cây. Cái cây này nó mọc nhanh lắm nhá, nó mọc nhanh hơn 3 cái cây ngoài này luôn. Mình cảm giác là cái cành nó mọc lên nó xanh, nó non, nó mỡ hơn mấy cái cây này. Lá lại còn to nữa. Cái này nó hơi khẳng khiu, nó hơi nhỏ. Come on, Zozo. Đi đi.
Này bơi chơi với bạn thích không con? Rồi. You happy? Yeah. Yeah. Cho người ta cây này. Tươi tốt. Ủa. Rồi. Nào Zoe. Zoe chèo lên xe. Hấp. Xe toàn đồ chơi thôi con ạ. Đồ chơi của hai anh em. Mà anh sói ở nhà với ba. Ấp ấp ấp. Gì? Thế con không ngồi, con không cài lên thì làm sao mà đi được? Hả? Don't talk when you got full mouth. Con đang ăn nhá. Miệng đầy thức ăn, ăn xong đi đã. Sit up. On your seat. Now. Or do you wanna stay home? Yep. Ngồi lên. Up. Ngồi lên mẹ cài cho. Up. On your seat. Please. Not the button. You buckle in? No. Mommy buckle in? No. No, thì không cài dây an toàn làm sao mà đi được. No, no. There's your book. Come on. We go a little bit, okay? Anh sói ở nhà với ba. Mẹ em chạy vèo một cái thôi. 5 phút. Please, are you gonna stay home? Hay là con ở nhà nhá? Ok. Trời ơi, nóng kinh khủng luôn. Buổi chiều, mẹ Kiana dọn dẹp bên nhà ông bà nội xong thì sang bên nhà mình ngồi chơi và Kalia cứ khóc mãi. Khóc mãi là mẹ ơi, sao chị Kiana ở đây, chị Kiana không về nhà với con. Thế là thôi, mình lại thuyết phục Kiana về nhà với em một tối và mai quay lại đây. Mẹ em nướng sườn ở trong lò, chạy đi đưa cái cây này 5 phút thôi, về là ngồi ăn sườn, ăn sườn. Rồi, one ribs? Yeah. Ribs? No. Con có muốn ăn ribs không? Ăn sườn nhá. Nhá. Yeah. Let's go. Tizzle, look. Đi chơi. Lúc mang cây lên nhà, cái chị cho mình cây, mình có hỏi chị ấy cách trồng từ cây mà cắt cành để kiểu chắc chắn hơn ấy, vì chị cũng đang ươm thêm rất là nhiều những cái cành mình thấy chị ấy để ngoài vườn nữa. Thì chị ấy nói là mình phải vặt hết lá của loạt cành này đi này. Sau đấy thì để cho cây, cái thân cây đấy nó khô nhựa, cái vết cắt của mình nó khô nhựa 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Lâu phết nhở. Sau đấy nó sẽ mọc kiểu nhanh hơn, cái rễ nó mọc nhanh hơn ấy, vì là cái thân đấy khi mà mình cắm xuống dưới đất thì nó sẽ tập trung là để ra rễ, chứ nó không phải lấy nước lên để nuôi những cái lá cũ hay là cái hoa cũ ở trên cành nữa. What's that, Ruffy? You, I'm in charge, you're not in charge, your daddy's not in charge. In charge of what? I'm in charge. Of what? I don't know. Huh? I'm in charge of our home. So what? Thì sao? In charge thì sao? Ở nhà với ba là ăn sô-cô-la quanh miệng kia kìa. Give me, yeah. What? Give me what? Divide me. No. You need to use your manner. No. Yeah. In the fridge. Hey. What you say? Okay. Yes. And mommy say yes. And what you need to say? You're welcome. Em xin ăn kem. Đây. Mình mới vặt được một cái thân nhỏ nhỏ này. Phải phải dùng găng tay vì cây này nhiều nhựa mà. Đấy. Vặt nó đi, sau đấy thì lá mới nó sẽ mọc từ cái ngọn này. Bây giờ mẹ em ngồi vặt lá nhá. Cho nó vào đây. Kể cả cái cành nhỏ này cũng phải ngắt hết lá đi. Mình nói với chị là em chỉ sợ là em không trồng được. Không trồng được cho nó ra rễ mà nó lại chết mất ấy.
Thì chị ấy bảo là nếu mà không lên, trồng mà không cây không lên thì cứ lên đây, cứ lên đây mà cắt. Nhưng mà chị ấy chỉ cho mình lên cắt thôi, chứ không không rủ dê bạn bè lên cắt được đâu nhá. Đấy, ở đâu cũng thế nhỉ. Ở đâu cũng có người thân thiện. Và mình nghĩ là thân thiện hay không là do mình nữa. Cái cách mà mình cho đi thế nào ấy thì mình sẽ nhận lại được như thế. Nào. Tiếc quá. Phải bấm cái cành hoa này đi rồi. Lá xanh ơi là xanh. Xanh đậm luôn ấy. Nhìn xanh kiểu sức sống. Đã lột hết đồ được của các em rồi. Bây giờ để các em vào chỗ nào đấy mát mát. Nóng nhưng mà không trực tiếp nắng. Tiện thể đang có găng tay, mình nhổ cỏ ngoài này nào. Nhổ cỏ dại, cây dại. Bình thường là ba sói trích có cái bình xịt ấy, bình xịt cỏ ấy, nước xịt cỏ, xịt cây dại, xịt cỏ dại, xịt thì những cây này nó khô, nó chết đi. Nhưng mà mình nghĩ là nhổ xong xịt thì nó sẽ tốt hơn. Vì nó khô, nó chết đi thì nó cũng vẫn ở đây. Còn mình nhổ đi rồi, mình xịt, cây nào nó chưa hết lên hết rễ hoặc là còn rễ con ở đấy chẳng hạn thì nó chết luôn ở dưới đấy, ở dưới đất á. Xịt mấy cái thuốc đấy là chỉ có ba sói trích xịt thôi chứ mình không không động vào mấy cái thuốc xịt cỏ. Mặc dù là nó cũng lành tính nhưng mà ở nhà việc có việc mẹ em làm, có việc ba em làm. What do you want to do? I want to vlog. You want to vlogging? Em chích muốn cầm máy tự vlog. Okay.
So which hand? Tay nào? Tay hai. Tay nào giữ máy nào? Tay này nhá. Lồng tay vào dây, okay. Cầm thế. Okay. Okay. What do you mean? I can't see me. What is it? Thế thế thì làm sao mà nhìn được con này để xa ra? Để xa ra đây. Hold on further. Like this. See? Now bây giờ. Final one. It's on the way. I'm vlogging. I'm vlogging. And so I'm Elsa. Wait, I'm Elsa. I'm Bobby. So, this is my Christmas tree. Giới thiệu. This is my TV. Kia là cây thông Noel này, kia and là TV này. Camera. Còn đây là camera this này. This is my camera. Okay, what else? Pick it down. Yeah. Keep vlogging. You're doing good. Put it down. We can put it down. Làm sao mà kéo cái đấy xuống được hả? I can't. No, so you can't, but you can't see yourself. There you go, so you can see yourself. Okay. How old are you? 3. 3 tuổi, đúng rồi. Bây giờ nói tiếng Việt nhé, nói tiếng Việt nhé. Tên em là gì? Anh gì? Em là... What's that? Em là... là... Chích thối. Chích thối. Đúng rồi, bây giờ... Bây giờ... Em sẽ... Ok. Đọc một bài thơ. Ok. Yeah. Nào, đọc một bài thơ. Thơ. Cho mọi người nghe nhé. Không cầm à? Cho mọi người nghe nhé. Ê, no. Sao lại chạm vào ống kính thế? Chạm ống kính thế, nó mở ống kính đi cho con. Hai con để mẹ lau đi đã. Mẹ lau đi nhé. Mẹ đang cầm hở đẹp. Đây, con giữ đi, con giữ. Nhưng con phải giữ xa ra thì mọi người mới nhìn thấy con. Ok, đây là cho đi ạ. Ủa, lấy cho đi. Hello, bố bố. What? Cầm cao lên. Hold it up. Bây giờ con giới thiệu hôm nay con làm cái gì nhỉ? What? What did you do today? Hold it up. Cầm lên nói. Hôm nay chỉ có bạn. Nào, bạn đến chơi. Chơi. Bơi. 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 Ai mà muốn nhìn răng con để làm cái gì? Ok, hang on, hold on. Ok, there we go. My turn. It's my turn. Nhưng con cứ cầm thế này thì ai mà muốn nhìn lỗ mũi của con? Ba con sói lại đi ra ngoài đi mua thêm cái gì để ăn ấy. Mặc dù là ăn tối rồi nhá. Sorry. Anh đi hỏi đấy. Anh đi hỏi đấy. Who did that? Me. Em chích vừa xíu. Anh đi hỏi đấy. Oh my god. Anh đi hỏi đấy. Nè. Mẹ con chích bây giờ ngồi xem TV à? Không, mẹ em phải đi tắm đã. Rồi ngồi xem TV, ngồi xem phim. Yuck. Hôm nay là em chưa đi lần nào đâu nhá. Ew. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nhá. Rồi say hẹn gặp lại mọi người. Hai tuần mời. Nào, nhìn vào máy quay chứ. Hát ngạc mời. Hát ngạc mời. Vlog. Đấy á. Ngày mai. Ngày mai. Nhờ. Boom. Đã nhớ chưa? Nhờ. Nhờ phải nhìn vào đây chứ. Nhờ. Boom.